Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ về cách bắt map ở trên phần mềm Marmoset. Thì trước khi mà mình bắt map thì mình phải có bước chuẩn bị ha. Ở đây mình sẽ có con Loboli như thế này. Thì cái cách chuẩn bị của mình nó sẽ nằm ở cái việc đặt tên và cái cách group những cái item với nhau. Con lô mình sẽ đặt tên là cái tên này, rồi sau đó mình sẽ xếp gạch, rồi mình thêm chữ lô vào. Còn về cái việc group những item thì ở đây mình có một cái nhóm như cái bút tông mà mình đã combine lại với nhau. Thì con lô combine như thế nào, con lô combine group lại như thế nào thì con 2 phải như thế đó. Đây mình mở con 2 poly này. Thì các bạn thấy khi mà con 2 poly ấy, nó cũng sẽ có cái tên nó tương đồng với con lô poly. Cái tên nó phải giống nhau ha. Mà thay vì con lô poly mình sẽ sực lô thì con 2 mình sẽ sực 2 vậy thôi. Và những cái bút tông mà mình combine ở con lô thì con 2 mình cũng phải combine đúng những cái bút tông đó ha. Nó phải y chang như vậy. Thì sau khi mà mình đã đặt tên và mình rút hợp lý rồi, các bạn sẽ thực hiện xuất ra. Thì hoặc là các bạn chọn riêng con lô này, rồi mình xuất con lô ra, và chọn riêng con 2 mình xuất con 2 ra. Nhưng mà mình đã đặt tên hợp lý rồi mà, thì Marmoset nó sẽ hiểu được những cái tên mà mình đặt, cho nên mình sẽ chọn cả con lô lẫn con 2 mình xuất ra cùng một lúc luôn. Mình sẽ bỏ xe xanh và mình sẽ đặt tên là speaker. Khi mà mình đã đặt tên nó tương quan, nó hợp lý với nhau rồi thì cái việc mình xuất chung, mình lót vào Marmoset nó vẫn sẽ hiểu ha. Thì đầu tiên với phần mềm Marmoset này, mình sẽ chỉnh cái sky lại để cho cái background nó tối lại, mình dễ nhìn hơn. Ở phần mod này các bạn sẽ chuyển về color, mình cũng có thể chuyển màu nó tối hơn một chút nữa, mình dễ quan sát. Để mà bắt thì các bạn sẽ click vào cái icon hình cái bánh này, new bắt project, nó sẽ hiện lên cho mình ha. Và cái mục bit loader mình sẽ load cái file lúc nãy mình xuất ra. Cái file mình xuất thì các bạn nhớ là mình xuất với định dạng là file đuôi fbx ha, mình open. Nếu như mà các bạn mà xuất ra nhiều file lẻ ở đây thì mình cứ việc chọn hết những cái file lẻ đó một lúc mình open ha. Marmoset nó vẫn sẽ hiểu. Và vì mình đã đặt tên đúng rồi nên Marmoset nó đã chia phân ra hai con lô đúng chỗ cho mình rồi này. Đó. Rồi mình tiếp tục tới những cái option chính của nó ha. Cái phần output là cái nơi mà mình sẽ xuất cái file này ra. Các bạn sẽ nhấn vào cái nút này nè để mình thay đổi cái vị trí mà mình muốn xuất cái map. Cái định dạng mà mình xuất map thường là file tag ha. Mình cũng sẽ đặt tên nó là speaker cho mình save lại. Mục sample này là cái mức độ chi tiết khi mà mình thực hiện bắt, thì con số cao hơn nó sẽ bắt ra chi tiết kỹ và nó đẹp hơn, nhưng mà đồng thời nó cũng sẽ chạy chậm và nó nặng hơn, cho nên mình chú ý ha. Cái mục resolution này là cái độ phân giải của tấm map, mình sẽ đẩy lên là 4K. Và ở phần map thì các bạn sẽ chọn là những cái tấm texture map đó để mà mình bắt. Thì ở đây các bạn thấy ban đầu mình chỉ có 5 tấm thôi, mình sẽ nhấn vào mục config này để mình add thêm những cái tấm map mà mình muốn. Chẳng hạn như mình sẽ list vài tấm map này. Các bạn thấy là những tấm map mà mình đã chọn ở bên phần config nó sẽ hiển thị dưới đây ha. Đó, mình cứ việc nó dùng cái bảng này để mình điều khiển, mình thêm bớt những cái tấm map. Ở đây thì mình chỉ bắt những tấm 4 tấm map cơ bản thôi, tấm normal, tấm normal object, tấm curvature và tấm AO. Thì mình tích vào tấm nào ở đây thì Marmoset mới bắt tấm đó cho mình. Cho nên nếu mà máy của các bạn không được mạnh cho lắm, mình có thể bắt từng map một bằng cách tích này là mình bỏ. Rồi sau khi mà mình đã set up ok hết rồi, mình kéo lên trên, mình nhấn vào chữ bắt ha. Con trỏ chuột của mình sẽ hiển thị cái icon loading, và sau khi nó chạy xong này, các bạn nhấn vào nút B này là nút review, thì những cái chi tiết nó bắt được nó sẽ hiện lên. Đó. Tuy nhiên thì một số cái chi tiết ở trên đây mình thấy là nó bắt chưa được tốt lắm. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để sửa lỗi cho nó ha.
cái chi tiết phía trước và cái những cái con ốc phía sau này nó sẽ thuộc vào cái khối chính này, cái khối kêu. Mình các bạn sẽ nhấn vào cái chữ low này để mà mình bắt đầu mình thực hiện mình sửa lỗi ha. À lúc nãy mình quên, để mà di chuyển ở trong phần mềm Marmoset này mình cũng sẽ thao tác tương tự như Maya ha. Các bạn sẽ nhấn Atalab chuột trái để mình mà mình rotate nè. Mình xoay camera. Atalab chuột phải để mình zoom. Rồi, Atalab chuột giữa để mình kéo cái khối nó đi như thế này. Và cuối cùng là cái phần ánh sáng, mình sẽ dùng Shift chuột phải để mà mình điều khiển cái hướng ánh sáng. Các bạn kéo qua trái qua phải thì cái hướng ánh sáng nó sẽ di chuyển theo ha. Rồi mình sẽ quay lại về cái mục low này. Cái show offset nó sẽ hiển thị cái lồng bass cho mình này. Thì cái lồng bass nó sẽ bao quanh con low và con high đấy. Nó lấy chi tiết của con high, nó in lên con low cho mình. Thì những cái chi tiết bị hỏng nên mình bật con high lên cho bạn nhìn thấy. Bật con high lên thì các bạn thấy những chi tiết bị hỏng này là những cái chi tiết mà nó đã ló ra khỏi cái lồng bass, như cái lo này và những cái con ốc này. Để mà mình sửa nó thì mình sẽ kéo cái mục Max Offset này, mình kéo cho tới khi nào cái lồng nó vừa bọc qua được con hai poly mình dừng lại, mình không nên kéo nhiều ha. Và khi mà mình đã kéo được như vậy rồi á, các bạn sẽ quay về bass reset này, mình bắt lại để cho cái thay đổi của mình nó phản ánh lên những cái tấm mát của mình. Sau khi mà mình đã tăng cái lồng bass mà mình sửa lại rồi ấy, các bạn thấy là những cái chi tiết ở đây nó đã hiển thị tốt hơn, hiển thị đúng trở lại rồi này. Những con ốc nó cũng đã hiển thị được chi tiết. Tuy nhiên thì mình có thể thấy là những con ốc này nó hơi bị xiên này, nó không có được thẳng như là con hai poly. Mình bật con hai lên đó. Những con ốc trên con hai poly nó đang hiển thị thẳng ra, nó hướng ra. Nhưng mà con low poly thì nó hơi bị méo này. Mình sẽ thực hiện sửa thêm một lần nữa để mình làm cho những cái chi tiết con ốc này nó đúng lại. Mình vẫn tiếp tục nhấn vào con low ở đây ha, tại vì nó thuộc vào những chi tiết này, nó đang nằm trên khối kêu này. Mình ở đây mình có một mục gọi là band skill. Nó sẽ hiện lên một cái bảng banter cho mình. Cái bảng banter này để điều khiển cái việc band ha. Band skill nó sẽ giúp cho những cái chi tiết mà bass lên nó bị sai, nó bị méo như thế này này, mình có thể sửa lại cái hướng bass để cho chi tiết nó hiển thị đúng trở lại. Thì ở cái mục banter các bạn có thể tăng giảm size của cây cọ. Để mình tô lại, mình tô bên này bằng chuột trái ha. Và nếu như các bạn muốn làm ngược lại thì mình sẽ nhấn giữ Ctrl, mình chà thì các bạn sẽ thấy là nó xanh lá trở lại này. Nhưng mà mình đang muốn sửa cho nên mình sẽ dùng chuột trái để mình tô. Còn nếu như mà mình muốn xóa hết những cái thay đổi nãy giờ mình làm thì các bạn sẽ nhấn clear ha. Rồi mình sẽ tô lại cho bạn xem. Khi mà tô thì các bạn thấy là cái chi tiết con ốc nó sẽ thẳng trở lại này. Đó, nó sẽ giúp cho những cái chi tiết mà bắt lên nó bị sai hướng, nó bị méo gì đó, những cái đường rãnh cũng vậy, nó sẽ đúng trở lại. Rồi sau khi mà mình tô xong rồi, mình cũng sẽ quay về bắt reset, mình bắt lại để cho những cái thay đổi của mình nó phản ánh lên tấm map ha. Rồi sau khi bắt lại xong, các bạn thấy là những con ốc nó đã hiển thị, nó đều, nó đẹp và cái hướng nó thẳng trở lại. Khi mà mình so sánh giữa cái phần mềm Marmoset và phần mềm Substance Painter thì cái chức năng bass của hai phần mềm thật ra nó cũng gần giống nhau. Cái việc mà mình tăng giảm cái kích thước của cái lồng bass này, lúc này cái từ phiên bản Substance Painter 8.3 mình nhớ là vậy. Từ phiên bản Substance đó 8.3 thì nó đã có thể cho mình tăng giảm cái lồng bass y như phần mềm Marmoset rồi. Tuy nhiên thì cái chức năng Band Offset và chức năng Band Skill này phần mềm Substance hiện giờ vẫn chưa có, nó chỉ có ở trên phần mềm Marmoset mà thôi. Và cái mình nói thêm là có thêm một lưu ý là dù cái việc mà tăng cái offset, tăng cái lồng bass của mình lên để mà mình lấy chi tiết được ấy, mình cũng các bạn cũng không có nên lạm dụng nó nhiều. Chẳng hạn như trường hợp này mình có
có hai cái bút tông nó nằm gần nhau. Khi mà mình tăng cái lồng bass lên quá nhiều như thế này thì mình tắt cái lồng cho bạn xem, các bạn tích vào đây để tắt nó ha, tắt mở nó, tích vào đây. Thì khi mà cái lồng nó to quá, mình tăng quá nhiều lên, nó chồng chéo vào nhau này, thì nó sẽ xảy ra hiện tượng nó bị lem. Thì đó, những cái khó khác cũng vậy. Nếu như khó của bạn mà dùng để bắp nó nằm gần nhau mà các bạn tăng cái lồng lên nó to quá, nó sẽ bị lem như thế này ha. Nên mình chỉ nên tăng vừa phải thôi. Hoặc là các bạn có thể dùng chức năng band offset, nó cũng gần giống như band scale lúc nãy vậy, nhưng mà ở đây là offset, nó để cho mình điều khiển cái lồng thôi. Các bạn sẽ tô này, tô để cho nó cái lồng nó hẹp lại, hoặc là tô để mà cho cái lồng nó to ra. Tô hẹp là mình dùng chuột trái ha các bạn, còn cho nó to ra thì các bạn ấn giữ phím control đó, mình tô nó sẽ to ra. Thì lúc này cái khu vực nào của cái lồng mà nó không bao hết con hai được thì mình tô chỗ đó thôi, để mình tăng mỗi chỗ đó. Chứ nếu mà mình tăng kích thước của cả cái lồng lên thì có thể nó sẽ xảy ra tình trạng lem giống như lúc nãy. Mình đi. Vậy thì trong quá trình bắt ở Marmoset, các bạn cứ sử dụng cái chức năng band offset và band scale để mình sửa cái khối của mình hiển thị cho nó tốt hơn ha. Ở đây mình cũng có thể dùng chức năng band scale để sửa lại cái vèn cho phần cái lo này. Các bạn thấy là khi mà mình tô thì cái phần vèn nó sẽ hiển thị tốt trở lại, và nó khớp với con hai hơn. Và nhớ là sau khi các bạn tô chỉnh sửa gì đó thì mình vẫn phải bắt lại để những cái thay đổi này nó phản ánh lên cái tấm áp của mình. Dạ, mình đã giới thiệu qua những cái chức năng chính của Marmoset rồi, và cái cách band scale, band offset ha. Nếu như các bạn mà mở cái thư mục mà mình set ở phần output này, các bạn sẽ thấy là Marmoset đã xuất những cái tấm map mà mình chọn ra cho mình, xẹt theo tên nên rất là dễ để mình nhận biết ha. Đó, rồi, chúc các bạn thành công.